Bệnh viêm da nổi cục mới xuất hiện và lây lan nhanh cho hơn 110 con trâu bò tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ngày 25 tháng 2, có hai trong tổng số 110 con trâu bò nhiễm bệnh bị chết đã được tiêu hủy. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện bệnh viêm da nổi cục xuất hiện trên đàn trâu bò tại xã Đồng Hóa và Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa. Bà Đoàn Thị Phúc ở xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa cho biết, con bò của gia đình nuôi có biểu hiện bỏ ăn, suy nhược, viêm mũi, viêm kết mạc và tiết nhiều nước bọt trên cơ thể nổi các u cục, được cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm và xác định dương tính với bệnh viêm da nổi cục. Theo bà Đoàn Thị Phúc, cơ quan thú y đã đến tiêm thuốc, phun khử trùng chuồng trại, phòng chống lây lan bệnh dịch cho đàn bò của gia đình. Gia đình báo cho chính quyền địa phương thì chính quyền địa phương có trả lời là nói là bệnh viêm da nổi cục. Cho nên là họ báo với thú y là thú y đến tiêm, cho uống cả thuốc, nó đỡ được. Hiện nay, nguy cơ dịch bệnh viêm da nổi cục lây lan diện rộng vì người dân vẫn có thói quen chăn thả trâu bò tự do, khó kiểm soát. Chuồng trại nuôi nhốt của nhiều hộ dân chưa đảm bảo vệ sinh, chưa được tiêu độc khử trùng triệt để. Huyện Quảng Trạch và huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền nhanh chóng khoanh vùng, tập trung xử lý số lượng trâu bò bị bệnh. Ông Đinh Xuân Thường, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, địa phương đã lập ngay các chốt kiểm dịch, phun tiêu độc khử trùng các phương tiện qua lại, tránh để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Phòng nông nghiệp phát triển nông thôn tham mưu ủy ban nhân huyện tổ chức tiêu độc khử trùng đến toàn bộ các xã trên địa bàn huyện nhằm hạn chế thấp nhất cái vector gây nhiễm của trâu bò, tổ chức cách ly đối với trâu bò đã bị bệnh không cho thả rông nhằm hạn chế cái lây lan, tổ chức thống kê lại toàn bộ trâu bò hiện có trên địa bàn để đề xuất với tỉnh hỗ trợ vaccine để tiêm trong cái thời gian sớm nhất. Tỉnh Quảng Bình có gần 142.000 con trâu bò, chủ yếu được người dân chăn nuôi theo hướng trang trại gia trại. Trước nguy cơ dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế của người dân, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình đã thành lập đoàn công tác trực tiếp kiểm tra thực tế và hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Theo đó, khuyến cáo người chăn nuôi nên nhập trâu bò giống từ những nơi đáng tin cậy. Trâu bò mới nhập cần kiểm tra cách ly theo dõi trong vòng 28 ngày mới cho nhập đàn. Vệ sinh khu vực chăn nuôi, tăng cường kiểm tra theo dõi sức khỏe đàn trâu bò. Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống ngăn chặn dịch bệnh. Sở rất quan tâm đến việc đề xuất kinh phí để mua vaccine cho bệnh viêm da nổi cục, bởi vì hiện nay bệnh viêm da nổi cục là sống trong công tác xã để đảm bảo các tỉnh từ tiêm của năm nay đến là phòng ngay và tại đây luôn mình đây là máy nước cũng bao đó nguy hiểm đấy sắp xếp được cũng thì công tác để phòng ngừa đảm bảo an toàn rồi đó là nhân dụng.